Mẹ ơi, con muốn mua La Bubu. La Bubu là con gì? Mẹ nói La Bubu là người ta biết à. Mẹ mua con càng bự càng tốt. Hai đứa đợi mẹ. La Bubu, La Bubu. Mẹ mua con La Bubu bự bành ký nè. Đây là thằng bắp báo mà. Em không phải bắp báo, em là La Bubu báo. Từ nay con La Bubu báo này sẽ sống chung với chúng ta. Tại nhà mình nghèo nên cha bán cái bàn để lấy tiền mua gạo ăn con ơi. Rồi chừng nào mình mới giàu hả cha? Cái này khó trả lời quá con ơi. Nhức đầu lắm rồi, hai con mày dẹp cái trống đi. Dạ. Trời đất ơi, tao lên máu luôn rồi. Đại dạ cha. Trời cha bấm ơi. Hai cha con mày ra khỏi nhà cho tao. Nhà mình có trái ổi nè. Nhà mình có trái xoài nè. Mình không có trái gì hết, hai bạn cho mình ăn chung với. Liêu liêu, ai mà cho ăn chung? Mình uống sữa. Bà nội ơi, bà nội đi đâu vậy? Bà nội đi đám cưới. Bà nội cho con đi với. Con hỏi ông nội đây. Ông nội ơi, cho con đi đám cưới với. Con hỏi cha đi. Cha ơi, cho con đi đám cưới đi. No, no, no. Không được coi cô dâu chú rể làm lễ mình bông rồi. Cha